Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở với video. Và tiếp tục trong ngày hôm nay thì em sẽ test một đơn hàng để cho chú Thơm sửa xe các bác nhé. Đây là một anh, xin lỗi các bác, đây là một bác khách hàng quen thuộc bên Nam Huy, đã tin tưởng và quay lại đặt cho mình một cục súp 1520 Pro. Và tất nhiên là khách quen thì chắc chắn nó sẽ có một cái giá ưu đãi hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Trước thì bác có đặt bên em một cục súp 1520 Pro rồi, và nay tiếp tục quay lại đặt cho người thân coi nhé. Và ở đây thì anh em đang đập khui thùng các bác nhé, nguyên đai nguyên kiện một chiếc 1520 Pro ra để test hàng trước khi gửi đi cho chú Thơm các bác nhé. Và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn chú Thơm rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Nam Huy. Hey, sister. Phụ kiện đi kèm thì bên em sẽ tặng kèm cho một dây rắc từ âm ly vào súp này, và tiếp theo là một đầu cắm từ vang xuống này. Đấy, và giá thành con này chỉ có 4,3 triệu thôi. Đấy, một giá hết sức là yêu thương, đúng không ạ? Đúng tất cả những bác khách hàng quen thuộc các bác nhé. Đấy, đây là một phân khúc 1520 Pro, đây là một phân khúc 1520 Pro này, bát 40, bát súp mặt các bác nhé. Con này thiết kế rất là hay rồi, có hai lưới chắn chuột bên dưới, con này được nâng cấp hơn so với 1520 nét các bác nhé. Ở bên trong thì sẽ là một bát 40 này. Đấy, côn từ rất là to rồi. Con này thì linh kiện con này em đã tháo nội thất rồi các bác nhé. Các bác có thể tham khảo qua những video trực tiếp cũ bên em, đúng không ạ? Gân cao su này. Đối với tất cả những mẫu bát gân cao su thì chất âm cho ra rất là ấm tiếng này. Đấy, và trong tiếng này. Đúng không ạ? Khá là ok. Ở bên này sẽ là một tem chống hàng giả nhái công ty Everpro. Đấy, có mã QR. Website các bác nhé. Các bác có thể vào trực tiếp website. Các bác chào sản phẩm này. Bên dưới là logo. Đấy, hai lưới chắn chuột bên dưới đây. Đúng không ạ? Màu sơn thì hạt cát rồi, rất là xịn rồi, chống bụi các bác nhé. Bên cạnh sẽ là hai tay cầm, thiết kế hai bên. Bên trên sẽ là một lỗ cọc này, thì các bác có thể chơi được những cặp loa full hoặc chơi những đôi bát 30. Còn về hình thức đằng sau con này sẽ là con súp điện này hơi. Nên các bác có thể sử dụng được hai nguồn sử dụng chính các bác nhé. Thứ nhất là nguồn hơi. Mà chơi hơi là như nào? Chơi hơi là khi các bác cắm trực tiếp thẳng nguồn tín hiệu vào e-súp này. Đấy, và đường tín hiệu sẽ chạy trực tiếp thẳng vào bát loa các bác nhé. Các bác có thể chỉnh những con vang hoặc những con đẩy như mình, đúng không ạ? Và chỉnh chơi điện nhờ. Chơi điện là khi các bác cắm nguồn điện 220V vào cái ổ nguồn này. Đấy, bật công tắc bật mở lên. Đấy, đợi 2 đến 3 giây thì cái dây em màu xanh ở đây nó nhảy lên thì là ok các bác nhá. Đấy, chỉnh đầy đủ tất cả thông số ở đây, đúng không ạ? Đấy. Và công suất cực đại con này sẽ từ 1000 đến 1500W này. Đấy, khá là khỏe, đúng không ạ? Đầy đủ thông số kỹ thuật ở đây, các bác có thể tham khảo qua nhé. Đấy, số sơ đi phân số xưởng này. Đấy, tem bảo hành đây. Ốc thì hoàn toàn bằng ốc lục giác rồi, đúng không ạ? Một tấm tản nhiệt điều thanh. Đấy, quá là chất lượng rồi, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì em sẽ tiến hành test chất âm thanh của cục súp này cho các bác cùng cảm nhận qua nhé. Đấy, và hiện tại thì công ty đang cho ra với giá là 4,6 triệu đồng. Đấy, một cục súp 1520 Pro như thế này, đúng không ạ? Và bên em đang trợ giá cực kỳ cao các bác nhé. Trợ giá cực kỳ cao nên giá chỉ còn có 4,6 triệu đồng thôi. Đấy, bao ship toàn quốc các bác nhé. Đấy, các bác đang quan tâm về dòng sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Đấy, và bây giờ là bên em sẽ tiến hành test chất âm thanh cho tất cả các bác cùng nghe qua nhé, một bản nhạc. Ok, và bây giờ thì bên em sẽ tiến hành test chất âm thanh cho tất cả các bác cùng nghe qua nhé. Em sẽ test một bản chiêu súp trước này. Anh bật mic đi anh. Ok, đây là một bản chiêu súp các bác nhé. Đấy, chưa hề có súp này. Đây là chưa một tiếng súp mà các bác nhé. Đây cũng chưa một tiếng súp rồi này. Ok, bây giờ em sẽ cho tiếng súp lên cho các bác cùng cảm nhận qua nhé. Em sẽ cho to hơn một chút này. Đấy, các bác nghe chưa, em cho mỗi một tí nhé. Em cho mỗi một chút thôi này. Làm rất là căng này. Làm rất là căng các bạn nhé.
vừa rồi các bạn đã được cảm nhận qua chất lâm về cột súp 150 Pro rồi. Và hiện tại thì bên em đang cho ra với giá là 4.600.000 đồng, bao ship toàn quốc các bác nhé. Các bạn đang quan tâm về dòng sản phẩm này, các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để bên em tư vấn và đặt hàng các bác nhé. Và bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.